Dạ con chào bà. Chào con. Dạ bà ơi, bà cho con hỏi bà tên gì, bà bao nhiêu tuổi để con bà chia tư sẻ tên với là con Trần Thị Mai, năm nay bà tư 80 tuổi. Dạ bà Mai ơi, bà cho con hỏi là trước khi đến hội trường á thì bà có những cái bệnh như thế nào bà Mai? Bà tư hồi vô hội trường bà tư bệnh á, là bà tư bị mất ngủ, ăn không được. Dạ. Nhức gối, đau đầu gối, hai bàn chân bà tư thốn. Dạ. Hiện tại sau khi đến hội trường á thì bà Mai mình cải thiện như thế nào rồi ạ? Bà tư thấy cái hội trường để bà tư hỏi người ta là ta là cho nhật cho ngồi ngồi ghế miễn phí, bà tư vô đi bà tư ngồi thấy hai tuần lễ bà tư thấy con người bà tư giảm bớt nhiều. Dạ. Giảm là giảm như thế nào bà tư? Giảm bớt đau gối. Dạ. Bớt thốn bàn chân. Dạ. Với bớt nhức mình nhức mẩy. Dạ. Thời gian trị liệu bà tư đến với hội trường một bọn con là bao lâu rồi ạ? Bà tư tháng 10 ngày bà tư thấy cũng hơi giảm bớt nhiều. Dạ. Lý do tại sao bà tư biết đến hội trường bọn con á? Bà tư đi ngang bà tư thấy rồi bà tư hỏi người ta nói ra của Nhật cho ngồi và cho ngồi phí. Dạ, không có tiền. Dạ. Bà tư vô bà tư ngồi thử bà tư thấy kết quả. Trong cái quá trình mà mình trải nghiệm rồi mình cải thiện bệnh đó bà tư thì cái bà tư cảm nhận nó như thế nào ạ? Bà tư ngồi đã được một tuần lễ, hai tuần lễ bà tư đi khám thì bác sĩ nói bà tư bớt nhức chân, bớt thốn bàn chân, tiểu đường bà tư cũng bớt. Dạ. Tiểu đường cũng bớt luôn. Con nghe nói là bà tư hiện tại là bà tư ăn được ngủ được nè, rồi tình trạng mà đau nhức xương khớp thì bà tư cũng đang giảm thuốc luôn đúng không ạ? Giảm thuốc bởi vì là bà tư đi khám bác sĩ, bác tư nói tôi ngồi cái ghế của Nhật á thì bây giờ bác tư á, giảm đau nhức đầu gối mà không bớt thốn bàn chân nhiều lắm, thôi bác sĩ đừng cho bác tư uống thuốc nhức nữa. Dạ. Hiện tại thì con thấy bà tư thì mình đi đứng là nó nhanh nhẹn hơn và da dẻ thì nó hồng hào hơn cái lúc trước khi đến hội trường bên con nhiều lắm ạ. Bà tư thì mình đến hội trường bên con được tầm khoảng là hơn tháng rồi đó, thì mình cảm nhận gì về GH nè, về dịch vụ và về nhân viên của bọn con ạ? Thì bà tư thấy ngồi đây đó, bà tư thấy nhân viên rất dễ thương, nó phải nói tiếp xúc với khách hàng thiệt là đồng hậu, thấy thương lắm. Dạ. Dạ con cảm ơn bà Tư. Cảm ơn bà Tư đã chia sẻ những cái cải thiện của mình trong cái quá trình mà mình trải nghiệm tại hội trường, cũng như là bà Tư thì tích cực chia sẻ với những cái khách hàng khác và về thiết bị GH bên con. Dạ, con đại diện công ty xin cảm ơn bà Tư ạ. Bà Tư cảm ơn hai con.